Trời mến chào các bạn, hôm nay mình quay một số mấy văn ma đồ đầu rời của nông cơ Dũng Bự nha. Ở đây có một cái chiếc Kuta EA12 có đề nè. Kuta EA12 có đề nè. Con này sơn lại rồi bạn. Sơn lại nhìn như rin ha. Lóc liếc rồi sơn lại, nhìn nó mới cót vậy đó. Chứ không phải mới vậy đâu. Cô biết cho tốt lại hết rồi. Đó, làm như mới ha. Con này SS mấy đây ta? Con này có đề nè, bạn nào muốn xài đề thì có con này. Con này cũng mấy một luôn nè, có đề nè. Quạt gió kích nước nè. Mấy một luôn có đề nè. Con này SS mấy đây? C là con trong. Con này cắt mười mấy ha. NS lóc vàng là NS. Rồi EK với văn ma là một loại giống nhau các bạn nha. Nó chỉ có khác cái tên thôi. SS80. Hình như hãng văn ma với hãng EK là hình như chung một. EK là EK là Isuzu là cũng nó đó các bạn. Xem ha. Đây. NFL13 ha. NFD13. SS90. SS. Chung 70, 80, 90, 10. Bảy mươi tám mươi chín mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi mười mười một mười hai. Rồi bạn nào mà có nhu cầu thì alo thôi, alo trong chủ. Số điện thoại là thôi để mình ghi tiêu đề video. Rồi máy sới nè, Mitsubishi D700 Shibaura răng ma. Con này thằng nào sơn đủ màu. NFA D7. Này còn ít quá. Xin chào. Em ơi cho hỏi mấy nổ này mất tiền không em? Tùy con, tùy kìa, tùy giá anh. À, thí dụ SS80 giá khoảng nhiêu? Giá từ 5 triệu cho đến 6 triệu rưỡi. À, rẻ dữ vậy? Tùy con, tùy giá. À, rẻ ta? Như cái con mà nó rẻ nhất trong này khoảng bao nhiêu tiền? Trong cái đống này nè. 3 triệu cũng có nữa. 3 triệu cũng có hả? À, có nghĩa là giá từ 3 triệu đến 20 triệu không? Có đó, 20 triệu có luôn. Như con này chắc mắc lắm ha, NS nè. Em thì mười mấy triệu ha. 18 triệu không? Có 17 triệu ha. 17 triệu ha. Đây con này hàng hại, đây là ca. Con này sơn lại rồi mà. Đúng rồi, sơn lại. RK. EA12. Nó là RK125. Đúng rồi, đời RK125 ngày xưa. À, mà nghĩa địa thì EA12. Đúng rồi. Con này có đề đồ luôn, con này chắc mắc ạ. Đúng rồi. Còn hai mấy triệu luôn. Con này nó mà nổ ngon lành hoàng chắc phải hai mấy, đúng rồi. Đúng rồi. Hai đó. Dạo này máy nội địa lên quá ha. Nội địa Nhật á. Dạo này sắt thép đồ nó lên, vàng nó lên. Xăng dầu lên. Xăng dầu nó lên, vận chuyển nó lên, vận chuyển nghe nói nhiều đâu mà vận chuyển gấp cao gấp 5 lần hồi trước à. Nó cao giá nhưng mà cái máy đó nó cũng giá giữ giá, một giá đâu có lên nhiều nhiều đó. À. Nó bán một giá một xưa. Tới tiền vận chuyển nó vậy là mình cũng vẫn giữ giá y vậy luôn. Dạ, thà giá chưa xưa giờ nhập máy cũng vậy đó. À vậy hả? À. Chứ anh thấy trên báo đăng là vận chuyển lên gấp 5 lần à. Vận chuyển lên giá. À. À. Rồi.
Rồi cảm ơn nha. Rồi bạn nào mà muốn mua cái gì thì cứ điện thoại cho ông chủ này, là nếu ông chủ này không có bận quá không nghe máy được thì giao cho mấy đứa em, chuyển số rồi cho mấy đứa em nó gọi. Nói chung là về giá cả thì ông này cũng phân bổ hết á, cứ yên tâm. Đừng có nghĩ là thằng này bán giá rẻ mắc hơn rồi để cò cái đồn, có chuyện đó. Chính xác là như vậy. Rồi à, mình cũng chả có cò cái gì ở đây, mình quay để cho người ta bán thôi. Rồi, rồi mình chào các bạn.